Dạ vâng ạ, à. Alan Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác à, Vâng kính thưa các bác thân mến Và một uh, clip tiếp theo trong buổi sáng hôm nay Buổi uh, sáng thứ hai Ngày 26 tháng 4 năm 2021 Thì uh, trong clip này em uh, xin được uh, giới thiệu uh, rất là đơn giản, ngắn gọn Em còn uh, 5 chiếc lọc xì hàng cũ Em uh, xin được thanh lý cho các bác cùng mọi người uh, Với giá là 1 triệu uh, 500 ngàn đồng các bác nhé 1 triệu 500 000 đồng cho một chiếc ạ. Em bao ship tới tận nhà cho các bác cùng mọi người và em sẽ kèm cho các bác dây và rắc đầy đủ để kết nối ra vang hoặc là kết nối ra âm ly mọi người nhé 1 2 3 4 5, 5 chiếc tiền bằng nhau. 1 triệu 500 000 đồng một chiếc bao ship rồi. Kèm dây rắc rồi. Các bác có nhu cầu muốn mua sắm những chiếc lọc để cho bộ À, dàn karaoke cũng như là bộ nghe nhạc các bác à, có được chất âm hay hơn, chi tiết hơn thì các bác liên hệ ở sớm cho em nhé, à, gọi điện cho em qua các số máy 0365888988, 0368891555 à, và em sẽ trực tiếp nghe máy chốt đơn hàng cho các bác cùng mọi người. À, chỉ có điều em muốn chia sẻ và nhấn mạnh thêm em chỉ còn năm chiếc thôi, hàng cũ, các bác gọi điện sớm nhé. Và bây giờ đã là à, gần trưa của buổi. À, trưa ngày à, à, thứ hai 26 tháng 4 rồi Em tin chắc là à, sẽ bán rất là nhanh Bởi vì hôm trước em có 6 chiếc đấy ạ Em bán chỉ trong một buổi tối livestream là đã hết hàng luôn Các bác đã nhận hàng rồi đúng không ạ Thì à, à, con mình đánh giá ý kiến Xem với giá một triệu rưỡi có hợp lý hay không Chất âm của nó có hay không mọi người nhé Đây là sản phẩm hàng cũ rồi Nhưng em vẫn bảo hành cho các bác cùng mọi người 3 tháng Các bác nhé em bảo hành cho 3 tháng mọi người hoàn toàn yên tâm nội à, thất rất đẹp âm thanh rất là hay và chỉ đơn giản như vậy thôi à, cảm ơn các bác cùng mọi người các bác mọi người hãy chia sẻ video của em nhé và nếu như các bác xem video lần đầu tiên thì hãy đăng ký để ủng hộ kênh đặc biệt là nút chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mà cửa hàng em đăng tải và em xin chào tất cả các bác à, các bác thân mến các bác có thể đến trực tiếp tại cửa hàng nhé à, địa chỉ là trụ thượng đúng không ạ là khu dân cư đấy ạ Phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Hoặc các bác cứ đến dưới chân cầu Bình Các bác alo cho em, em đoán toàn thể các bác Và xin chào, hẹn gặp lại các bác cùng mọi người Ở một clip tiếp theo à, Xin chào và hẹn gặp lại ạ